Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ hôm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh. Vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, có nơi dưới 18 độ. Đêm qua và sáng nay không khí lạnh ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và một số nơi Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ. Từ chiều tối qua đến 11 tháng 10, do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu cơn bão số 7 với không khí lạnh, Bắc Bộ đã có mưa to đến rất to. Từ ngày 10 đến 12 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to. Do mưa nên thời tiết cảm nhận sẽ rét hơn, đặc biệt tại vùng núi phía Bắc. Thưa quý vị và các bạn, 67 năm giải phóng thủ đô là một chặng đường ngắn so với nghìn năm văn hiến đất Thăng Long. Thế nhưng lại là sự đổi thay lớn khi mà Hà Nội từ một đô thị bị chiếm đóng, vụt đứng lên giành lại độc lập tự do. Và dù sống trong tình hình nào thì người dân Hà Nội vẫn giữ được nét hào hoa phong nhã. Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Câu ca dao như để gợi nhớ hình ảnh người Hà Nội luôn gắn với vẻ đẹp văn hóa truyền thống của mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến, từ trong cách cư xử với nhau, trong lời ăn tiếng nói, đặc biệt là người phụ nữ. Song trước biến động của đời sống hiện đại, nét thanh lịch của người Hà Thành liệu có phần đã phai nhạt hay không? Tinh hoa hội tụ, chỉ mấy chữ ấy thôi cũng đã vẽ nên một bức tranh toàn diện về Hà Nội. Trên mảnh đất kinh kỳ, từ nếp ăn, cái mặc đến văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc đều cho thấy những gì tinh túy nhất hội tụ từ bốn phương. Thế nhưng tinh hoa của đất kinh kỳ dường như lại được cảm nhận rõ nhất từ những gì bình dị, trần phương qua con người Hà Thành, nhất là phái nữ. Vẻ đẹp của người phụ nữ Hà Nội xưa không chỉ thể hiện trong cách ăn mặc, đi đứng, nói năng, mà còn thể hiện trong cả ý thức làm đẹp vì mình và vì mọi người xung quanh. Trải qua rất là nhiều thời gian thì những cái giá trị của văn hóa đất nước ấy được hun đúc ở trong cái con người Hà Nội.
ở trong cái văn hóa Hà Nội, nó kết tinh thành những cái giá trị ứng xử của người Hà Nội. Chính vì thế nên chúng ta thấy những cái nét thanh lịch nó thể hiện trong lời ăn tiếng nói, qua các cái ứng xử hàng ngày. Hà Nội được hình thành trong một cái cơ tầng văn hóa với bề dày hơn 1.000 năm lịch sử. Rồi sau đó thì nó có một cái vị trí rất là thuận lợi, tức là bản thân nó thì trở thành thủ đô của cả nước. Thế cho nên là cái cơ tầng lịch sử, cái vị trí địa lý tự nhiên và cái vị trí địa lý xã hội đó nó tạo nên một cái vị thế và tạo nên cái đặc trưng văn hóa thanh lịch của người Hà Nội. Lâu nay, hình ảnh người Hà Nội luôn gắn với vẻ đẹp văn hóa truyền thống của mảnh đất thủ đô nghìn năm văn hiến. Song trước biến động của đời sống hiện đại, nhìn vào hoạt động đời thường của Hà Nội hôm nay, nhiều người đã phải đặt câu hỏi, đâu rồi nét thanh lịch của người Tràng An? Thực ra nói mà người gốc Hà Nội thì chúng ta cũng đều rất là hiểu rằng là cái số lượng đấy bây giờ cũng không còn nhiều nữa vì cũng đã bị pha cũng rất là nhiều. Và cái sự thay đổi đó thì chúng ta cũng phải chấp nhận được cái việc là nó cũng mai một đi một chút. Nói mai một nói thật với bạn là nói nhẹ, còn nói đúng ra là nó mất. Mà nếu mà nói đúng ra nó mất về mặt mức độ thì nó mất gần hết rồi, nó không còn mấy đâu. Thanh lịch không phải là thứ bất biến, nét thanh lịch của người Hà Nội sẽ có quá trình tiếp nhận những cái mới và đào thải những cái cũ. Trong Tiết trời thu Hà Nội, nhà văn họa sĩ Trần Thị Trường, ở cái tuổi ngoài thất thập, những nét tao nhã thanh lịch của người con gái Hà Thành xưa vẫn được bà lưu giữ, cầm kỳ thi họa, ở bà có đủ cả. Hàng ngày bà vẫn dành nhiều giờ đồng hồ để ngồi vẽ tranh, những bức tranh gần gũi, dung dị đã vẽ lên một Hà Nội thật thơ. Chúng tôi lớn lên thì giữ cái nét văn hóa mềm mại, uyển chuyển, thanh lịch. Đàn ông thì lại có chút hào hoa. Thế thì giữ cái đó là chỉ giữ trong tâm hồn thôi. Giữ được phần nào hay phần đấy thôi. Còn nhịp sống của công nghiệp, cái đòi hỏi của người hiện đại phải gấp gáp lên thì mới có thể theo kịp được với đòi hỏi của đời sống. Thì chúng tôi cũng đã gọi là thích nghi phần nào. Là một người thành công trong nhiều vai trò, nhà văn, nhà báo, họa sĩ, thế nhưng trong góc nhỏ cuộc sống, những thú vui tao nhã của người Hà Nội xưa vẫn được bà duy trì. Theo nhà văn họa sĩ Trần Thị Trường, nếu không được thừa hưởng văn hóa của người Hà Nội, hưởng cái nhỏ nhẹ, thuần phong mỹ tục của người con gái Hà Thành, thì bà cũng chẳng thể nền nã đến vậy. Nhà thì nhất định là phải có hoa, phải có đấy một cái không gian như này, mất nhiều công lắm. Bởi vì khí hậu của nước ta thì không mưa thì nắng. Thế rồi là muốn người ta gọi là nghề chơi cũng lắm công phu. Rồi trước đây thì ở đây tôi còn có trồng cả cây quỳnh cành dao. Nhưng bây giờ thì ít nắng cho nên là hoa nó không nở. Thì tôi đành chỉ có chăm cây và mua hoa về cắm thôi. Người Hà Nội bây giờ nói thế nào là người Hà Nội nó cũng khó. Người Hà Nội như ngày xưa, những người Hà Nội gốc ấy, tôi thấy là như vợ tôi nhà chẳng hạn là kỹ lắm, dạy con rất là kỹ. Nấu nồi cơm phải như thế nào, nấu một làm một cái nồi canh cua phải như thế nào. Rồi thì ngày rằm mùng 1 đến thắp hương quan tâm đến gia đình, ông bà, bố mẹ, tổ tiên là kỹ lắm. Như câu nói, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An. Trong cuộc sống của xã hội hiện đại, những nét văn hóa đẹp ấy tưởng chừng cũng bị phai nhòa, nhưng rất nhiều người vẫn đang âm thầm gìn giữ cốt cách của người Hà Nội, gìn giữ những không gian mang dấu ấn không thể phai mờ của thủ đô ngàn năm văn hiến.